Hello everyone, welcome everyone to the Bit Reading channel, the channel where both my daily reading my video. If you enjoy the video, please like and share it for everyone to see. Thank you very much. Hi, chào mọi người. Để tiếp tục lại là mình đây, mình là bên kỹ thuật chăn nuôi nha mọi người. Thì công việc của mình là mình đi kiểm tra tổng thể của đàn heo của mình, coi sức khỏe của heo. Nếu có bệnh gì không để mình điều trị nha. Thank you.
kêu là heo Duroc nha mọi người. Heo này có nguồn gốc từ Mỹ nè. Heo này thì về cho phối với heo trắng để tạo ra heo ba máu đó. Nó phối với heo Landrace của Đan Mạch với lại heo tròn xiên của Anh Quốc đó. Nó cho ra đời con là heo ba máu. Heo ba máu nó sẽ có cái sức đề kháng cao, cái tăng trọng gram trên ngày á nó cao và cái FCA nó thấp. Thì nuôi heo thì cái FCA càng thấp là càng tốt nha mọi người, càng lời đó. Nếu mà nuôi heo mà ăn trung bình 4-5 kg cám cho ra một cái thịt thì lỗ nặng. Đi đường mọi người thấy con heo ba máu thì nó sẽ có đốm đốm, đốm đen đó. Với lại nó cái đầu của con heo ba máu nó sẽ nhỏ hơn là con heo hai máu hay là heo thùng rồi đó. Và cái thân mình của nó kêu là cái sáp á, to hơn là heo hai máu hay là heo thùng nha. Thì mọi người có xem video của mình thì nhớ bấm nút đăng ký kênh, nút subscribe để ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Hiện tại là mình chỉ là mình hậu bị thôi, nên mình chưa có quay nhiều video hay cho mọi người xem được. Thì trong đầu tiên mà mình qua bên lái mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Nó bên đó cũng nó có nhiều công việc lắm. Thì công việc của mình đây là mình lựa chọn, mình chọn giống, lựa những con heo đẹp, những con có cái lý lịch rõ ràng, có đời bố mẹ nó có năng suất cao, mình tuyển chọn, mình đưa qua bên lái để cho bên lái nó phối, lựa những con heo nào có chỉ số năng suất cao phối với nhau nha. Đó là nó phối theo tính trạng đó mọi người, đó là đồng phối. Tính trạng phối theo tính trạng nó có hai hình thức là đồng phối và dị phối đó. Đồng phối nó còn hay còn gọi là đồng giao đó mọi người, dị phối nó hay gọi là dị giao rồi đó. Thì mình phối theo hình thức đồng phối nha, mình lựa những con mà có chỉ số test cao mình phối lại với nhau đó để cho nó phát huy được tối đa năng suất nha, để con có thừa hưởng được những dây chuyền tốt nhất của bố và của mẹ. Chứ mình lựa chọn những con heo có năng suất cao đẹp mà mình cho đưa cho ngọc chỉ số thấp xấu thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đời sau đàn con của mình nha. Đó rồi, ở công việc rồi hỏi công việc chọn giống con kỹ nè và phối giống con kỹ nè, thì hai cái đó nó có